Trung đoàn Một thời chiến trận Tác giả Hồ Hữu Lạng Số 2 Binh chủng công binh tổ chức huấn luyện, lao động nặng nhọc, lao dầm, vác ván, đóng cọc chân cầu bằng vồ DB45, người chiến sĩ rắn giỏi trai sạn. Khiêng thuyền bắc cầu trong mưa rét, dầm mình dưới nước hàng giờ đào mố cầu. Tiểu đội trưởng Phúc gần chết cóng, phải đốt lửa cấp cứu. Mùa huấn luyện năm 1959, tôi được kết nạp vào đoàn trong diễn tập trên sông Kinh Thầy, huyện Nam Sách, Hải Dương không thể nào quên được những người anh là cán bộ tiểu đội, trung đội khi bước vào đời quân ngũ. Anh Phạm Quang Ân, tiểu đội trưởng quê Thái Bình. Anh Lê Bá Hợp, anh Võ Văn Đó, trung đội trưởng cán bộ miền Nam. Tôi làm liên lạc cho anh Phan Tư, đại đội trưởng đại đội 6 tiểu đoàn 2 là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân quê Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An. Anh Tư là anh hùng. Vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc phá thác nậm na trong chiến dịch Điện Biên phủ. Tôi học được ở anh Phan Tư đức tính điềm đạm, vị tha, sống giản dị, gần gũi quần chúng nhưng rất nghiêm khắc. Sau này anh là đại tá, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 239 công binh. Lớp cán bộ đàn anh là bộ đội tình nguyện trải qua kháng chiến 9 năm đã giáo dục mẫu mực cho chúng tôi những đức tính thương yêu cần cù, dũng cảm, tình thương đồng đội của lớp người đi trước thật sâu đậm. Trong những năm 1958, 1960, quân đội ta phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi như phong trào tiến nhanh bước dài, phong trào ba nhất, về kinh tế có phong trào sóng duyên hải, gió đại phong là một thời kỳ khí thế cách mạng xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam sục sôi. Ngày thứ bảy cộng sản lấy chủ nhật của tuần ra đời, nên mỗi tháng chỉ được nghỉ hai ngày chủ nhật. Đoàn viên thanh niên gối đầu giường cuốn tiểu thuyết, thép đã tôi thế đấy, học tập lao động không biết mệt mỏi. Đơn vị lên rừng lấy gỗ xây dựng doanh trại, chúng tôi về ở trong nhà anh Trâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là quê hương cách mạng 9 năm, vinh dự được bước chân tới những địa danh như Đèo Khế, Sông Lô, Bến Bình Ca, Suối Lê, Đèo Vàng trong thơ tố hữu. Biên chế ba người trong tổ trang bị cưa cá mập, dao, dìu lên rừng lấy gỗ. Để trở thành một sơn tràng, chúng tôi phải học cách đốn gỗ, dọn rừng, các bước trình tự để đảm bảo an toàn những cây gỗ to đường kính 0,6 đến 1,5 mét ngã gục cưa thành 4 năm khúc vát nhọn lao xuống đường nằm sóng xoài ban đầu năng suất thấp một thời gian chiến sĩ thành những sơn tràng lão luyện năng suất đạt 4 đến 5 mét khối người một ngày chúng tôi học đóng bè xuôi sông đóng vì kèo xây nhà lợp ngói xây dựng trang trại kho tàng cuối năm thứ ba 1960, các chàng trai trẻ khắp mọi miền quê biết sắp hết nghĩa vụ, phần lớn không tập trung trong công tác và huấn luyện hay lao vào chơi bời nghỉ ngơi, cán bộ phải động viên nhắc nhở luôn. Còn riêng tôi, việc nghỉ ngơi chơi bời cáo ốm là tật xấu. Mình đã lăn lộn 3 năm rồi, còn vài tháng nữa, cố gắng phân đấu cho trọn vẹn, không nên trợ chiều chảnh mảng. Tiểu đội tôi chỉ huy vẫn công tác đều, tăng gia sản xuất không hề giảm tôi còn bỏ phụ cấp mua giống rau, trồng gối vụ xanh tốt, giữ được bản chất người quân nhân có giáo dục và rèn luyện. Tôi đã có dự định xuất ngũ về nhà đi học tiếp để trở thành một thầy giáo hoặc thầy thuốc, là y sĩ, dược sĩ. Một hôm, chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Cơ và đại đội trưởng Phan Tư gọi tôi lên gặp. Tôi hơi lo, không biết có chuyện gì. Hai thủ trưởng cho ngồi gọi liên lạc rót nước uống và hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình. Tôi báo cáo và nói luôn ý định khi phục viên về quê sẽ đi học tiếp. Hai anh động viên tôi đi học sĩ quan, phục vụ lâu dài trong quân đội. Trước đó nhiều anh em đã được tuyển chọn nhưng không có tôi. Đột ngột quá. Tôi xin trả lời sau. Đêm đó tôi chằn chọc không ngủ được, suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng cũng quyết định tình nguyện xin đi học sĩ quan trong suy nghĩ và hoài bão, bản thân cũng có chút lãng mạn về đời binh nghiệp sĩ quan, nên khi quyết định sang con đường chinh chiến cũng dễ thông suốt và thoải mái. Sau Tết Tân Sửu tháng 2 năm 1961, tôi lên trường sĩ quan công binh ở Đáp Cầu nhập học, bồi dưỡng văn hóa 6 tháng. Tháng 9 năm 1961, được biên chế về đại đội 4 của anh Hồ Đức Dũng, quê Hưng Nguyên, Nghệ An, làm đại đội trưởng. Anh Thước, cán bộ miền Nam làm chính trị viên. Đại đội 4 gồm học viên đào tạo ngành cầu đường quân sự là đại đội ba nhất của nhà trường. Tôi về tiểu đội anh Nguyễn Xuân Bang quê Thái Bình, chơi thân với anh Mai Thế Chính quê ở số 14 Kỳ Đồng, Hà Nội. Anh chính học xong cấp 3 xung phong vào bộ đội tháng 10 năm 1958. Anh phụ đạo văn hóa cho tôi và đoàn Ngọc Lập quê Nam Định, Nguyễn Hữu Quang, quê Hải Hậu, Nam Định, cùng nhau luyện xà đơn xà kép, môn thể thao tôi ưa thích. Tháng 4 năm 1964, trong đợt tốt nghiệp chia tay ra trường, ba anh viết lời lưu niệm vào sổ tay cho tôi. Tôi còn giữ bài thơ Không tiếc ngày xanh của Hoàng thị Minh Khanh do anh chính ghi lưu niệm. Sau này, anh chính là đại tá, cục phó, cục tuyên huấn, tổng cục chính trị. Anh Lập trung đoàn trưởng trung đoàn 83 công binh. Anh Quang là đại tá hiệu phó trường sĩ quan công binh Đồng Hương Quỳnh Lưu, có anh Trần Văn Nền, xã Quỳnh Phương và anh Bạch Trọng Ngôn, xã Quỳnh Liên cùng vùng bãi ngang ven biển. Ba anh em chơi thân, giúp đỡ nhau trong học tập và gia đình. Anh Ngôn hy sinh ở mặt trận Lào, anh Nền thương binh nghỉ hưu ở quê. Sau ngày khai giảng 15 tháng 9 1961, được học nhiều khoa mục chung của công binh như công trình, vượt sông, dò phá bom mìn, chiến thuật, kỹ thuật bộ binh. Học tập chương trình chính trị sơ cấp, công tác đảng, công tác chính trị, chức trách của người sĩ quan là trung đội trưởng, vượt qua được chương trình thể thao quốc phòng cũng thật vất vả. Chúng tôi xác định là người sĩ quan được học tập và rèn luyện 3 năm khi về chỉ huy đơn vị, huấn luyện, lãnh đạo Giáo dục chiến sĩ phải gương mẫu trong mọi hành động và sinh hoạt. 3 năm học là thời gian rèn luyện về đức và tài của người thanh niên để trở thành sĩ quan, phải vượt qua nhiều thử thách, yêu cầu vừa hồng vừa chuyên. Tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào nên đều vượt qua cả. Tôi tốt nghiệp ra trường với mức khá, được kết nạp vào Đảng ngày 14 tháng 1 năm 1964 phong quân hàm thiếu úy Lớp nghĩa vụ chúng tôi phần lớn chỉ được phong chuẩn úy Ban đầu nhà trường dự kiến để tôi lại bồi dưỡng giáo viên Về sau, theo yêu cầu chiến trường miền Nam Cán bộ người quân khu 4 cho về quân khu 4 Nghỉ phép 15 ngày Tôi vào phòng cán bộ quân khu 4 được trao quyết định Về tiểu đoàn 27 công binh Đóng quân bên rú đụn, bên bờ sông Lam xanh mát Tiểu đoàn trưởng Đại úy Đậu Ngọc Sự quê Thừa Thiên, Chính trị viên. Đại úy Đặng Đình Mai quê Thanh Trương, Nghệ An. Tôi làm Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 3 của đồng chí Nguyễn Hưng Quang quê Nghi Lộc và đồng chí Phan Anh quê Diễn Châu, Nghệ An. Sau vài ngày nghỉ, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1964, đồng chí Lưu Xuân Đài, Đại đội Phó quê Yên Thành, Nghệ An đưa tôi sang đường số 8 Lào cùng đại đội phục vụ chiến đấu. Chiến dịch 128 đầu năm 1964, bộ đội pha thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam giải phóng tỉnh Khăm Muộn từ biên giới dọc theo đường số 8 vào Căm Cợt đến chân đèo Phu Hãy. Đại đội 3 tiểu đoàn 27 công binh sửa đường phục vụ cho tiểu đoàn 927 đóng ở Voi Bổ, Hương Sơn, Hà Tĩnh, qua lại chiến đấu trong mùa mưa tháng 11 năm 1964, đồng chí Trần Sĩ Kịch, quê làng Thượng Sơn, xã Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình, tiểu đoàn trưởng chỉ huy tiểu đoàn đánh trận Bản Khèn, thắng lớn. Bản Khèn là một căn cứ địch có địa hình hiểm trở, các đơn vị bạn đột phá chính diện không thành công. Tiểu đoàn trưởng Trần Sĩ Kịch mưu trí táo bạo, tổ chức cho tiểu đoàn băng lên đá, bí mật vượt sông, tấn công phía sau địch, chúng bất ngờ hoảng loạn bị tiêu diệt và bắt toàn bộ. Sau trận bản khèn, vùng giải phóng được củng cố, đại đội rút quân về nước ăn Tết chuẩn bị huấn luyện. Đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại trên miền Bắc ngay sau Tết Nguyên đán ất tỵ, tháng 2 năm 1965. Tiểu đoàn phải sơ tán vũ khí khí tài, kho tàng xe cộ ra ngoài doanh trại, công việc liên tục suốt ngày đêm. Xã Nam Thượng và vùng rú đụn là nơi tiểu đoàn ở dã ngoại sơ tán chú quân tôi ở nhà mẹ đồ mẹ quý như con ruột vợ tôi có vào thăm trong điều kiện sơ tán vất vả tôi động viên em về hẹn vài tháng sau tình hình yên ổn sẽ về phép gặp nhau không ngờ cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng lan rộng cường độ ngày càng cao tháng 5 năm 1968 thành lập trung đoàn 29 ở Quảng Trạch Quảng Bình tôi được điều vào làm đại đội phó đại đội công binh thế là lỡ hẹn, vợ chồng xa nhau 7 năm sau mới gặp lại. Vợ đi thăm chồng là thực hiện nguyện vọng cuộc đời, phải ra về thật cũng khổ tâm. Năm 1958 tôi đi bộ đội, hai đứa quen nhau và hứa hẹn. Về sau hai nhà đi lại, tâm lý người già sinh có hạn tử bất kỳ nên mẹ cứ dục tôi lấy vợ. Vợ tôi là Hồ Thị Năm ở xã Quỳnh Minh do xã Quỳnh Phú trước đây chia làm ba xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng. Vùng quê bãi ngang cằn cỗi, lúa một mùa, quanh năm ăn khoai lang và cơm độn khoai. Dân nghèo vừa làm ruộng vừa dệt vải, dệt tơ tằm nên cũng kiếm đủ sống. Là một vùng quê nghèo trước đây, người dân rất cần cù, chất phác, thông minh, năng động. Từ khi có nghị quyết đại hội 7, 1986, quê tôi chuyển sang sản xuất hàng hóa rau màu theo cơ chế thị trường nên kinh tế phát triển các xã vùng bãi ngang giàu có chợ quỳnh lương như một thị trấn xe ca đi các tuyến vinh hà nội hải phòng thành phố hồ chí minh vũng tàu tây nguyên đều có xe tải chở rau màu hàng hóa đi các tỉnh xa quê hương đổi mới hàng ngày vợ tôi trưởng thành trong một gia đình mẹ bị mù lòa bố già yếu năm chị em thay nhau đảm đương việc gia đình em là con gái thứ năm sau khi cậu hồ nghĩa hoạch có vợ mới xây dựng gia đình em khỏe mạnh tháo vát đảm đang chúng tôi rất đỗi yêu nhau nên tôi có ý định phục viên về quê nhờ vợ nuôi ăn học tiếp cả cuộc đời vợ tôi thương yêu chăm lo việc gia đình mẹ già con cái đảm đang mọi việc mong sao cho chồng hoàn thành nhiệm vụ bằng bạn bè đồng chí nhưng hạnh phúc không mỉm cười với chúng tôi tôi đi học sĩ quan mẹ tôi và anh em mừng thấy con mình tiến bộ được chọn đi học nhưng vẫn muốn tôi về cưới vợ học nghề tôi đã quyết rồi nên cũng chiều và ưng thuận bạn bè trong làng lấy vợ sớm có con cả mẹ tôi càng dục tợn năm 1962 sau khi đại úy chủ nhiệm chính trị trường sĩ quan công binh Hoàng Kim Đĩnh ký giấy cho nghỉ phép cưới vợ. Nghỉ hè tôi xây dựng gia đình, anh Trần Văn Nền và Bạch Trọng Ngôn cùng quê giúp tôi tổ chức. Đám cưới chỉ có nước trẻ xanh, thuốc lá, thay mặt đoàn thể, hai anh Hồ Hữu Đường, Hà Đức Thanh phát biểu chứng nhận, hát hò vui vẻ. Năm 1964, tôi về phép không đạt gì và xa nhau theo thời gian chiến tranh. Tháng 5 năm 1965, Tôi và một số cán bộ vào trung đoàn 29 bộ binh ở xã Đại Trạch, bố Trạch Quảng Bình. Từ thành phố Vinh, chúng tôi theo đường tàu vào Đức Thọ, qua Đồng Lê, Minh Cầm, Minh Lệ, Khương Hà, xuống xã Đại Trạch hết 8 ngày. Ngày mùng 7 tháng 5 có mặt nhập đơn vị về đại đội công binh trung đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thành quê Hải Phòng làm đại đội trưởng. Đồng chí Hồ Hữu Bình quê Phú Yên làm chính trị viên Tôi và anh Đỗ Khắc Lợi Đại đội phó Đồng chí Kiều Quốc Lư Quê Ninh Bình là chính trị viên phó Đồng chí Lư Thuộc trung đội bảo vệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước đây Đã phục viên Được tái ngũ năm 1965 Ở tiểu đoàn 27 công binh quân khu 4 Và trung đoàn 29 Cùng với tôi có các anh Nguyễn Văn Đinh Quê Diễn Châu Nghệ An Nguyễn Văn Xính, quê Thanh Trương, Nghệ An. Hai anh đều là trung đội trưởng. Bùi Anh Sum, quê diễn viên, diễn châu, Nghệ An. Lương Tú Huần, quê nông cống, Thanh Hóa là trung đội phó. Vào đơn vị được ba ngày, chúng tôi nhận nhiệm vụ đi tiền trạm, làm đường cho trung đoàn hành quân sang Lào chiến đấu. Đầu năm 1965, trung đoàn 9, sư đoàn 304 sang Lào tấn công địch ở căn cứ Đồng Hến. Trận đánh không thành, địch còn nóng ra sân bay Sepol hình xìu uy hiếp vùng giải phóng đông dãy núi Phù Sang He đến sát bờ sông Sê Con Cam phía tây Mường Phìn. Trung đoàn 29 thành lập ngày 13 tháng 5 năm 1965 gồm tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn 929 ở bên Lào, hai tiểu đoàn 8 và 9 cùng các lực lượng trực thuộc đang làm công tác tổ chức biên chế ngày 20 tháng 5 năm 1965 nhận lệnh hành quân cấp tốc sang nước bạn ngăn chặn địch nóng lấn. Trung đoàn đi chiến đấu đột xuất, vật chất chuẩn bị chưa đầy đủ nên mùa mưa gặp nhiều khó khăn. Cán bộ trung đoàn có đồng chí Võ Hạp quê Thừa Thiên là trung đoàn trưởng, đồng chí Trần Văn Ân quê Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An làm chính ủy. Hai đồng chí trung đoàn phó là Trần Sĩ Kịch và Dương Sang quê Quảng Ngãi Phó Chính ủy là đồng chí Đặng Chính Đoàn, quê Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An. Sau này là trưởng ty thương binh xã hội tỉnh Nghệ An. Tham mưu trưởng là đồng chí Nguyễn Văn Sửu. Chủ nhiệm chính trị là đồng chí Thái Văn Diêng, quê Đô Lương, Nghệ An. Sau này công tác ở cơ quan kiểm tra đảng ủy quân sự trung ương. Và chủ nhiệm hậu cần là đồng chí Phạm Mân, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trung đoàn hành quân từ Đại Trạch, Bố Trạch qua Khương Hà, vượt dãy lên Cô Khu. Bộ đội đi một ngày không có nước, đói lả nằm dọc đường. Lực lượng công binh trinh sát đi trước lên đỉnh lèn có suối, múc nước xuống tiếp tế cho anh em ăn lương khô, tỉnh dậy đi tiếp. Ngày hôm sau sang đất bạn Lào, qua cửa khẩu đồn biên phòng Cà Ròn, con đường mòn hiểm trở, quanh năm không vết chân người đi. Chúng tôi trăng dây qua suối cho đoàn quân vượt, làm cầu thang trèo lèn cho bộ đội đi. Thấy có những cầu thang từ xưa đã mục là dấu tích của cuộc kháng chiến 9 năm mới biết con đường cha anh đã từng đi qua. Năm ngày hành quân mang vác nặng, ăn uống thất thường, tăng võng không có, chỉ 2 mét ni lông và 2 mét vải bạt buộc túm hai đầu làm võng, ba lô vuông còn thiếu thốn. Sang vùng Na Thông Tủng, nậm cả tay động neo đinh tỉnh khăm muộn trời mưa suốt ngày đêm chiến sĩ bị ướt và rét thường xuyên sốt rét bùng phát bệnh viện đồng bằng của mặt trận không chứa nổi cả mùa mưa năm 1965 thuốc không có sốt 3 ngày mới được uống ký ninh trước đó chỉ uống vỏ cây dại rất đắng 3 ngày không ăn mới được uống sữa gạo thiếu phải vay của bạn ăn đại đội quân y trung đoàn của đồng chí Đào Ngọ quê Đức Trường và Nguyễn Quốc Tuyển quê Tùng Ảnh. Hai anh cùng ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, điều trị cấp cứu không kịp. phác đồ chống sốt rét ác tính chưa có. Cả mùa mưa, Trung đoàn 29 có gần 200 đồng chí hy sinh vì sốt rét. Trong đó có anh Hoàng Trung Phùng, con trai Bộ trưởng Hoàng Minh Giám, là trinh sát Trung đoàn, hy sinh ở Bệnh viện Mặt Trận, Đồng Bằng. Anh Hùng trước khi sung phong vào bộ đội đã đi học ở cộng hòa dân chủ đức về là kỹ thuật viên thu thanh trong các bộ phim quân ngụy lào và quân đánh thuê thái lan nóng lấn ra liên tục dân lào ở đây gọi ta hay địch đều là con báo cho bộ đội bám đánh đồng thời cũng báo cho địch chạy mèo đuổi chuột suốt tuần mưa lội liên tục đêm để cả giày mà ngủ khi về hậu cứ nghỉ rút chân ra khỏi giày thì ra lớt để lại đỏ lét. Dân bạn lấy vỏ cây nấu nước ngâm, ra khô nhưng cũng mất một tuần mới đi được. Không thể tả xiết sự gian khổ khó khăn của một trung đoàn chiến đấu mùa mưa trên đất bạn. Đường vận chuyển bị tắc, địa hình mới lạ, thiếu gạo, muối, thuốc men. Bộ đội hy sinh vì sốt rét ngoài tưởng tượng. Chính ủy Trần Ân, lãnh đạo trung đoàn, khắc phục khó khăn vượt qua mùa mưa nhưng vẫn khóc tự kiểm điểm đời cách mạng của mình, lần này để vấp phải tổn thất xương máu lớn nhất. Sau này anh Đào Ngọ, đại đội trưởng, Nguyễn Quốc Tuyển, đại đội phó, đại đội quân y, nghiên cứu phác đồ điều trị sốt rét ác tính ngay tại chiến trường đã ngăn chặn được nạn sốt rét ác tính cướp đi sinh mạng bao người. Từ đó, khi đơn vị có người sốt rét ác tính, các anh để lại điều trị ổn rồi mới chuyển lên tuyến trên nên nhiều cán bộ chiến sĩ thoát chết. Sốt rét ở Lào mùa mưa rất nặng, bị cơn đầu tiên là quỵ luôn, lưng đau như cắt. Các khớp xương cứ muốn rời ra, tóc rụng hàng nắm, tay ù như say lúa suốt ngày, da vàng như bôi nghệ. Trong trung đoàn, có đơn vị không còn người nấu ăn, Tôi chỉ huy phụ trách trung đội công binh hộ tống 3 chiếc xe gát 63 từ Na Thông Tủn gần biên giới ra đường số 9 giữa mùa mưa, đường lầy lún, đẩy kéo suốt ngày đêm, chặt cây lót đường qua khe suối, làng bản. Chúng tôi huy động dân ra hỗ trợ, chặt tre làm phà cho xe qua sông suối, nhờ dân khiêng cáng anh em sốt rét từng chặng từ bản này sang bản khác. Trung đội phó Lê Văn Tành sốt nặng máu mũi trào ra ướt áo dân bản rất sợ có người chết tại bản họ đến bản là họ huy động người khiêng đi bản khác ngay nhờ vậy mà chúng tôi đi nhanh được ăn chung sôi với dân bản có món phà đẹp muối bằng cá nóc có đồng chí chưa quen phải nín thở mà nuốt vì đây cũng là một cử chỉ dân vận thân thiện của ta hãn việt tức bộ đội việt nhờ có bạn giúp đỡ Trung đoàn vượt qua mùa mưa năm 1965 đói khổ mỗi rừng. Sang mùa khô, đơn vị được củng cố bước vào chiến đấu. Trung đoàn đánh đồn tăng vai thắng lợi, phát triển vào đồng mót, giải phóng một vùng đất rộng lớn từ xê con cam đến xê sang soi thuộc hai tỉnh Savanna Khẹt và Khăm Muộn, bắc đường số 9 hành lang vận chuyển trong mùa khô 1965-1966 giữ vững. Xe ta chạy thông từ đường 12 Lằng Khẳng vào đường 9 theo ngã ba đường 23 Mường Phìn vào Atopơ, ngã ba biên giới. Nhiệm vụ đi chiến đấu mùa mưa đột xuất và gian lao, hy sinh to lớn của trung đoàn đã hoàn thành. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại